Tôi có nghe Mộng Cẩm kể hết mọi chuyện về cậu rồi. Không muốn nói á thì tôi cũng không ép. Nhưng có điều á, tôi muốn cậu là cái cũ không đi thì làm sao cái mới nó tới được. Đôi lúc chưa chắc cái cũ nó tốt hơn. Chủ yếu á là cảm giác. Cái con cá sảy á là cái con cá to nhất. Ơi, Mỹ Hòa, thôi mình về đi. Không, em say rồi. Em không có say. Mà say thì đã sao? Lúc nào cũng tỉnh táo chưa chắc là đã tốt. Em muốn say. Em muốn uống nữa. Thôi, anh không uống nữa đâu, để anh đưa em về. Em say lắm rồi. Em muốn uống tiếp mà. Thôi, đang vui mà. Ê, để em kể anh nghe chuyện này. Chuyện gì? Chuyện vui lắm. Anh cũng có chuyện vui muốn kể cho em nghe. Để anh kể trước cho. Anh có một bí mật từ hồi đi học tới giờ chưa từng kể với ai hết á. Là chuyện gì? Anh kể đi. Em hứa là sẽ không nói với ai hết. Là chuyện mối tình đầu của anh. Sao con, đi chơi với chú Dustin vui không? Dạ cũng vui. Nhưng mà con thích chú Dustin hơn tay mẹ con. Sao lại không thích? Tại chú Dustin đâu phải là ba con đâu, cho nên không được hôn tay mẹ con. Con biết sao không? Đó là cái phép lịch sự của người Tây. Có nghĩa là vậy nè. Cái hôn đó là khi mà người ta chào tạm biệt ha. Thì cái người đàn ông phải hôn tay người phụ nữ, vậy mới là lịch sự. Ủa, nhưng mà hả? Sao chú Dustin sao không hôn tay con với bà ngoại? Con với bà ngoại cũng là phụ nữ mà. Thì là bởi vì tại vì con nhỏ quá mà bà ngoại thì lớn tuổi quá. Lý sự mệt quá. Thôi vô. Dạ.